Chào mừng các bạn đến với Thần Bài Vlog. Hãy cùng mình trải nghiệm một ngày làm thần bài nhé. Sáng mỗi ngày mình đều bày tỏ lòng thành kính với sư phụ. Sư phụ, mong người phù hộ đồ nhi mã đáo thành công, đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng. Tôi rất thích luyện tập những bài tập đầu ngày vì nó giúp một thần bài như mình rèn luyện sức khỏe dẻo dai. Tập luyện xong rồi thì bây giờ mình ăn sáng. Sáng nay mình ăn hải sản. Cái món mình thích nhất á là tôm hùm với cá hồi. À, có tôm rồi. Công việc chính của một thần bài như mình mỗi ngày chính là học bài. Đây là giây phút mình rất hạnh phúc, háo hức học các kiến thức mới từ các cuốn sách, các giáo trình chuyên môn. Sau khi học xong thì mình lao vào luyện tập. Ngoài ra, thiền định là những phút giây Lân cảm thấy làm chủ được suy nghĩ của mình. Và cũng là lúc kết nối với thần linh. Các bạn thấy đó, làm thần bài kiếm sống thật dễ dàng. Mày là thần bài Lân Tứ đó hả? Đúng, tao là Lân Tứ, mày là ai? Tao là anh Long. Tao đại diện cho thần bài châu Âu, còn gọi là nhà cái châu Âu, đến đây thách đấu với mấy thằng thần bài châu Á tiếp riêu tụi mày. Đúng, tao là thần bài nè. Tao cũng là thần bài nè. Xin lỗi, tớ tao cũng là thần bài nè. Đúng rồi, tao cũng là thần bài nè. Đúng là châu Á, 1 mét vuông có 10 thằng thần bài. Nhưng mà tao là nhà cái châu Âu, tụi bay đặt cái gì tao cũng theo. Được, tao cược 50 triệu. Tao theo. Chia bài đi. Xì dách. Xì bàn. Tao cược thêm 100 triệu nữa. Tao ngủ linh. Thật linh. Tao cược thêm 200 triệu nữa. 3 đôi thông nè. 4 đôi thông. 5 đôi thông. Ui, cây thông. Tụi bay đã thua hết tài sản. Chơi một ván cuối cùng đi. Tao cược cái sổ đỏ. Được, tao theo. Nhưng mà mày là nhà cái đến từ châu Âu, chơi bài Tây thì quá dễ với mày rồi. Hay mình chơi bầu cua đi. Sai cái thùng to này, tao xem làm thế nào nghe được tiếng xúc xắc. Lần tứ, người đoán đi, trong đây là con gì? Thằng ngu, tao là thần bài. Tao đã luyện nghe bầu cua mấy năm nay, người lắc cỡ nào tao cũng nghe được. Bầu nai ga, bầu nai ga, bầu nai ga. Tao đặt kèm theo trái thần nữa. Ok, trái nữa. Tao 2 trái luôn. Tao thêm 2 trái luôn. Chơi hết căn nhà này luôn. Bầu nai ga, 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 bầu nai ga. What the fuck? Doraemon này mày. Một con Doraemon, không bầu, không cua, không nai. Tụi bay thua hết rồi. Chung cho tao đi. Chung đi. Bác sĩ đâu? Lấy thận này lại cho tao. Đặc biệt lấy anh này trước. Ai trời? Lấy không? Sư phụ, sao người ông giúp đệ tử? Tao không có xúi tụi bay cờ bạc mấy thằng quý. Đừng có mang danh trò tao nữa. Tao chỉ là diễn viên đóng vai thần bài thôi, chứ không phải thần bài đâu. Tụi bay ảo mộng đổ thừa tao hoài vậy. Sư phụ, sư phụ nói kìa tụi bay. Sư phụ nói kìa tụi bay. Một mét vuông, 10 thằng thần bài, 9 thằng thua, 1 thằng què vốn. Lê 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 lê.